nãy em ăn con dê á. Vừa đến nè. Coi chừng chút nữa nó hửi em á. Lấy dù nha, lấy nón. Ồ, mưa nữa rồi. Lấy cặp đi. Cặp hả? Em nói anh để cặp đi. Lấy cái đồ che nước cơ bố. Cái phone á. Ờ, con gì ha? Con đó là con gì ha? Để sen. Mình tới đằng kia nhiều hơn. Dê đó, dê. Bê he đó. An bỏ xuống An. An bỏ xuống. Bỏ xuống, không có mưa. Cái này còn nhỏ. Tím răng. Vậy hả, bữa ăn sao không bị tím ta? Rồi quá chơi ngựa kìa em. Real. Trời ơi, Duyên đây cầm dù bận màu trắng dễ thương quá nè. Tao quay mà cứ đi. Dạ, đi đây ngay giữa luôn nè, sen nè, đẹp quá nè. Đẹp quá. I know. Công nương đi nó vậy á. The Queen đi lại ta. Thank you.
Yeah, people need to eat them. Đi em ơi, Duyên ơi đi nè con. Bỏ cái tơ cái áo xuống coi cái áo ngắn mà. Hai hậu. Kinh tế em ơi. Đứng ở đây qua chụp hình được rồi, khỏi cần xích đu. Lấy cái của anh đi. Rồi con lên đó đứng đi. Bố quay em đi lên đó. Ồ, hoa trắng hả? Hậu qua chụp hình gia đình con. Yeah. For the whole family, don't go anywhere. Gì vậy? À, gì? Con cái con gì nó cứ bu thấy tờ áo trắng của Duy nội quá. Sao rớt xuống bây giờ? Đây đây con ong thôi chứ đâu có gì đâu. I think Kaylin, I think they're attracted by the umbrella. Yes, look like flowers. Con ong. Đâu có đâu. Có. Nè cầm này đập nó đi nè. Ừ, phơ nó đi con. Phơ nó. Cầm đập nó. Lẹ lên. Duyên ấy cái dù xuống đi. The bee fighter. Hãy dụ xuống đi, nó thấy bông hoa nó tới thôi. Rồi, đây. Đứng bên bố. Cho mình chụp bức hình nha. Rồi nè, nhìn đây nè, đứng ba đứa đứng, hậu đứng giữa rồi hai đứa gái đứng hai bên. Đây. Đúng rồi. À Duyên. Xích đu nè. Rồi bố đi xích đu đem quay bố. Cái áo không có ngắn mà nó cứ cầm lên nhìn thấy gớm quá, nó cứ túm túm lên nè. Bỏ xuống đi An. Let it go. An, let it go. Ok. Đi thẳng người lên cho đẹp coi. Rồi có lên xích đu không? Rồi An lên đi, đưa dù đây cho mẹ. Đưa bố cầm đi. Thôi ơ dơ cái cạo đụng cái đầm trắng á, thôi khỏi đi. Bị dơ. Đứng hai đứa biện. Thôi khỏi đi, nãy chụp vậy được rồi. Nha. Nắm tay mẹ. Mệt tụi nó quá hậu ơi. Bỏ cái áo xuống viên nó không có xuống dưới đâu mà cầm chi vậy? Let it go. Viên, bỏ xuống coi. Chụp nhìn thấy cái túm túm ghê quá à, người ta đang quay phim mà nó cứ để túm túm. Rồi đi đi, đi thoải mái đi. Mình đi vô đây là đi luôn á hả hay là ra ngoài? À. Đi thẳng qua đó luôn hả? À đi qua cái cầu. Bố go straight and make left and then you see the bridge. Hai hậu.
Bố, em quay bố nào, bố bỏ xuống. Nè, nhìn mặt đây. Thì bố đi trước đi rồi em đi sau, đưa đây. Đảo đầu hoa. Thấy hoa hồng không, hoa giấy không à? Đường lên núi, point to the viewpoint.
trong hang hổ. Is it not real, right? No. It's steady. Hoàng hổ trắng. Hoàng hổ đâu? Hoàng hổ nhưng mà lại là trắng. Trắng. Hoàng hổ đáng ra chứ không phải là vàng. Bạch hổ. Núi Ngọa Long. Ồ. Đó là rồng này, rồng này, rồng Ngọa Long. Mà trên đỉnh nó cái này là tính luôn là step á hả? Đúng rồi. Bây giờ bắt đầu tính từ đây. Ủa, tưởng đâu bố quay. Chắc bố đi đi, mấy mẹ con ở nhà lại quá. Ok. Chắc mẹ con mình dưới đây quá. Ở trên đó có chỗ Ngân không? Dạ, có chỗ ngồi. Có mấy chỗ có chỗ nghỉ để ngồi á. Chắc à. Thôi chắc không lên đâu, tự mấy bữa nay em đã thở không được rồi. Bố lên bố quay đi bố. Nè. Hả? Yeah. It's not easy. Bị hen suyễn gì dạ không hậu bố phải nghỉ ngơi quá mệt quá dạ I'm so sweaty. Relax a little bit. Look right. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
So this is halfway point. Halfway. Halfway point here, guys. This is the top. Is about 80% compared to that one. Okay, let's see if we can make it 80%. The sweating is not helping. Crazy. Yeah. Gọi là ngọa long, người ta xây con rồng. À. Tượng con rồng ấy. Yeah. Người ta leo lên khi nhau chụp ảnh trên đó. I think I'm going to take a breather. This is the 80% point. Yeah.